Hello mọi người, chào mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm nay là ngày cuối tuần, em rảnh rỗi lắm. Hôm nay á, sáng sớm em có ra ngoài vườn á, em hái chào bà, em hái một tụm luôn, hái quá trời quá đất luôn, hái muốn hết cái cây luôn, rất là nhiều, em hái được nhiêu đây nè. Bây giờ em sẽ trồng nó vô 5 cái chai nhỏ xíu đó. Mà em sẽ trang trí cho mọi người coi cái này, nó hay lắm. Nó hay lắm nha. Giờ khoe cho bà nha. Trời, chập giáo. Bỏ đi qua bên đi. Cái này á là em hái ở ngoài vườn, rất là non, mới mua. Sáng sớm này trời cũng mưa, mưa sớm lắm, mưa hôm qua chứ sáng này còn ướt luôn á. Em hái em để trong cái tụng á, thì em xách ra cửa hàng tới giờ nó khô bớt rồi. Giờ thì em trồng và để tới chiều nữa đó. Để tới chiều nữa thì nó héo queo quá. Rất là dễ thương nha mọi người. Đây là cây trầu bà lá nhỏ nha. Cây trầu bà lá nhỏ thường em trồng trong nhà. Em trồng cái cây này trong nhà, em lựa lá nhỏ, lá này hơi lớn rồi. Mưa quá nó bị rách lá. Mưa quá nó bị rách lá, uổng quá, cái nhánh này đẹp quá. Cái lá nó mềm, nó mới, nó còn non. Cái lá này nó còn bự nữa nha mọi người. Còn mấy cái này thì nó tí hon rồi, nó sẽ không có lớn. Nhưng mà cái lá hồi nãy là nó còn lớn nữa. Rồi em lấy trong bịch ra ha nè. Mấy cái lá lớn là cho mọi người coi, lá lớn, lá trầu bà lớn. Cái lớn với nhỏ em sẽ để riêng. Rồi mấy cái tí hon rồi nè, rất là dễ thương ha. Lá trầu bà có hình trái tim, nó có sọc vàng sọc trắng xen kẽ, rất là dễ thương, rất là dễ thương luôn. Giờ thì em lấy ra hết đi, lấy ra hết. Cái này mọi người lấy nhẹ nhẹ thôi để nó dập lá, tại sáng này hái ở ngoài vườn á, lá nó còn non lắm, nó mềm mại, nó như con gái 18 vậy đó. Ồ, cái này nó bự nè. Ồ, cái thân này nó bự ghê luôn á. Trời ơi, rễ. Mà có rễ nó thấy cưng ghê không? Mà cái này hồi phải cắt hết rễ. À, em có một móc luôn. Mọi người thấy không? Giờ thì em bắt đầu rửa lá nè. Em chuẩn bị một thau nước. Chuẩn bị một thau nước nha. Em rửa cái lá cho nó sạch. Em rửa cái lá cho nó sạch. Rửa xong rồi để qua bên. Rửa cho nó sạch lá. Rửa cho nó sạch lá hết rồi nó tươi. Cho nó tươi tươi lại bớt á, chứ sáng hồi sáng nó tươi lắm. Giờ nó đỡ tươi rồi. Nhờ em để nó trong bịch. Hồi sáng giờ không có lấy, không có nhúng nước nó luôn, nhỏ héo queo. Thì mấy cái lá trầu bà này em trồng để em để trong ngoài cửa hàng của em á, cho nó mát mẻ. Ở đây nắng quá, trồng cho nó mát nhà mát cửa. Mọi người thấy không, rất là dễ thương ha. Chỗ này là quá dễ thương luôn. Để riêng ra trước đi, để họ biết cái lá nào nó nhỏ mình trồng khác. Đây là lá trầu bà nha mọi người, nó có hình leo, nó dây leo nha, nó bò lên vách tường nè. Nó bò, nó sống trên mấy cái thân, nó bò trên mấy cái cây khác nữa. Mấy cái cây nào mà nó có thể bò là nó bò hết á. Thì ở chỗ em á, nhà em gần khu công nghiệp. Nhà em gần khu công nghiệp mà nó gần Trung Quốc nữa mọi người. Gần một khu công nghiệp mà không biết người ta sản xuất cái gì á, mà nó có mùi rất là kinh khủng khiếp. Ở đây có người ung thư chết, mà thua kiện hoài không ai nói gì hết, mệt nên thôi tự mình bảo vệ mình đi. Em đọc cái trên mạng á, ai cũng khuyên á là nên trồng cái cây này, ai cũng khuyên là mình nên trồng cái cây này hết. Cứ 10 mét vuông là nên có một lọ hay một cây trầu bà để nó hút độc á. À, nó hút độc, nó hút phọc man đi hết, mà mấy cái chất không mùi không gì đó mà nó gây bệnh cho mình đó, ung thư gì đó tùm lum hết, nhiều bệnh lắm. Giờ nhiều bệnh quá không biết được.
Giờ quá trời quá đất bệnh, nhiều bệnh quá. Nên thấy cái cây gì trồng mà hút độc được thì cứ trồng thôi à. Với lại nó tạo một cái mỹ quan tốt trong nhà mình nữa, nhà mà có cây xanh á, thích lắm mọi người à. Nhà mà có cây xanh là khoái. Em thích nhà có nhiều cây, nhà có nhiều vườn. À xong rồi đó. Là em rửa xong rồi nè. Rửa xong rồi đó. Giờ thì em cắt. Cái này á chưa có rửa luôn á, bây giờ cắt rồi, sẵn cắt rồi rửa. Sẵn cắt rồi rửa, mở nắp chai ra mới cắt được. Nói là hạn chế uống nước ngọt nó mà không uống chịu không nổi, khổ ghê vậy. Không uống chịu không nổi. Uống này độc hại lắm đó mọi người. Đừng uống nước ngọt. Uống cái gì mà từ thiên nhiên nhưng mà chanh đường rồi đó, chanh thôi đừng uống đường, uống đường thì cũng không tốt rồi. Cắt chai ha, cái chai này cứng quá, cái chai xịt tinh loại mới nè, cái chai xịt tinh loại mới cứng ngắc là khó cắt quá. Cái chai cũ anh thấy nó dễ cắt hơn, hay là tại nay em yếu người ta cứng quá trời quá đất cứng rồi. Không cắt được luôn á. Cô cắt cái này của trường đứt tay nha mọi người, nhớ của trường đứt tay á, đừng có để mình bị đứt tay không có tốt đâu. Tay đau lắm mà chảy máu nữa, máu ủng lắm. Trời ơi, cái kéo này của em bị xét luôn rồi nè, cái này mà đứt tay là chết luôn á. Chỗ đó khó cắt quá, cắt dưới đi. Ai trời ơi trời, cố lên cố lên cố lên cố lên trời. Ai hai hai cái này nè, hai cái hai cái ở đây cho mọi người thấy nè, em cắt đó vẫn hết nội công mới cắt được đó mọi người. Hồ đốc tư thanh dễ cắt cơ không? Không, xì tiên nó làm bằng nhựa gì á, khó cắt quá. Nhựa gì cũng ngắt à. Còn nhựa của đốc tư thanh nó mềm mại ghê không? Nhựa của đốc tư thanh nó rất là mềm mại. Giờ mình qua tới nhựa của mình, nhựa của năm bằng quanh. Thấy nó cứng rồi đó, hay coi như bị cứng ngắt rồi đó. Thôi cứng quá, thôi cứng quá không cắt được luôn, sao kỳ vậy. Để tới nhựa của này đi. Ô cái phần này nó cứng, phần dưới đây nó mềm, nó cắt cái phần dưới là không cắt nổi, có bốn cái thôi, cứng quá em cắt không nổi nữa rồi. Cái này mà nếu mà mình trồng trong cái lọ bằng thủy tinh đó, thì nó sẽ rất là đẹp, em công nhận luôn đó, tại vì em có trồng trong cái loại thủy tinh rồi. Nhưng mà vì ở đây có nhiều mèo quá, mấy con mèo á, mấy mèo ở đâu á nó tới nó chơi đùa, nó nhảy qua nó nhảy lại, có làm bụp 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 bụp, nó làm bể của em mấy cái rồi, nên em không có trồng bằng thủy tinh được. Chứ trồng bằng cái mấy cái bình mà bằng thủy tinh mà nó sao ta, nó mạnh, nó uống uống bầu bầu trên cái miệng miệng á, chỗ nó đẹp, nó đẹp ngất ngay luôn á, đẹp ngất ngay luôn á. Nhưng mà tại vì không có trồng được, tại vì nhà có nuôi động vật, có nuôi mèo nữa, mèo bên ngoài chạy vô nữa, nó làm rần rần luôn á, nó không nghe. Thôi trồng bằng nhựa đi, lỡ mà có ngã đổ thì không sao. Chứ bà nội mà đi với mấy con mèo đó, em chửi nó tối ngày em cũng mệt nữa. Mà từ ngày mà trồng bằng cái đây, làm bốn chậu nha, cái này xong rồi bỏ qua đi. Giờ có bốn chậu mà, giờ chế nước vô, chế nước vô.
Cái miệng nó bị dính cái rỉ sét ở trên cái kéo á, nó đen đen. Thôi kệ nó đi, nước vô. Nước này là em lấy nước máy nha. Nước máy. Giờ thì cắt bỏ rễ bớt. Cái nào mà chỗ kéo sát luôn. Cái nào mà ấy quá thì không có. Nè, như cái này em cắm vô luôn. Có là dễ thương em cắm vô luôn ha. Trồng cái này chủ yếu là mình thích là mình trồng thôi chứ không có quan trọng đẹp xấu lắm nha mọi người. Em trồng em không có quan trọng cái đẹp cái xấu, mà quan trọng á là cái cây mình nó sống nó chết thôi, chứ mà đẹp xấu thì không biết. À, nếu mà trồng đẹp á mình ra mấy cái nhánh xấu mình hái vô, xong cái mình thấy nó xấu quá cái mình không trồng nó nữa, cái mình đấy nó chết ngắt. Cho nên em là cái quan điểm của em à, cây á mà còn cứu được là mình cứ cứu nó hết đi. Bởi vì thêm một cái lá xanh nó xuất hiện trong căn nhà của mình đó, thì nó sẽ góp phần thanh lọc không khí. Chứ giờ mình giục nó héo nó chết cũng vậy à. Mình nó mà nó xanh càng lâu đó, thì mình khỏe càng đó đúng không? Để tùm lum quá mọi người không có thấy thì em lùa nó qua chỗ đi. Một cây đi. Rồi. Đây, một cây. Đây là một cây nè. Để nhiều cái xanh quá, mọi người không biết em đang trồng cái gì, không có hình dung được cái cây nó ra làm sao hết. Thì cái cây nó như vậy nè. Đây cái cây nó như vậy đó. Rồi thì muốn thì cắt lá bỏ vô. Dễ lắm, cắt bỏ cái này, cắt bỏ cái này thôi. Đây, cái này nhỏ nha, cái này nhỏ rồi em trồng trên cái gì đó nhỏ nhỏ. Này lớn nè, cắm vô mấy lá dài lớn nữa có thể cắm được, cắm nhiều nhiều quá. Em thấy cầm nhiều chủ chủ gì ta, chủ nghĩa tham lam, em là chủ nghĩa tham lam nên em phải trồng cây trồng càng nhiều càng tốt. Mình tham cái gì không nói nha, mọi người cứ tham trồng cây đi là rất là tốt, chứ đừng có tham mấy cái khác nha, tham mấy cái khác khổ đời lắm. Tham trồng cây thôi, trồng cây cho nó mát mẻ, nó bảo vệ môi trường nữa, bảo vệ môi trường ha. Bây giờ môi trường ô nhiễm nhiều lắm, cho nên là nếu mà có thể bảo vệ được môi trường đó, thì mình nên bảo vệ. Nên là em không không nên là cố gắng trồng thật nhiều, có thể cố gắng tham lam trồng cây ha. Mình cố gắng mình tham lam mình trồng cây, em chỉ nói tham lam trồng cây thôi nha mọi người đừng có nghĩ cái khác chết. À, ai xong một cây rồi đó, đây rồi ha, để vào đó đi. À, cái cây này cứng quá nãy em cắt không nổi, em để đây ha, xong rồi vài hôm nữa nó bắt đầu đứng, em sẽ quay lại cái clip khác cho mọi người coi. Rồi, em trồng tiếp đây. Này nó dài em bỏ vô cái bình cao rồi nè, bỏ vô cái bình cao đó. Bây giờ kiếm mấy cái lá nào nó cũng phải dài, này cũng được rồi, đâm vô luôn.
Cái lá này nó dài, ra đi. Này, cái lá này nó dài, lá dài, loại lớn nha, chào bà này loại lớn đó. Không hiểu luôn á mọi người à, em thấy là cái đám chào bà nhà em á, em thấy là hả, nó có lá tí hon nè, có lá lớn và có những lá rất là lớn, nhưng mà em không hiểu làm sao cũng 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 khô quá thôi, mà có lá nó to lắm, không có trồng trong nhà được. Cái lá nó rất là to luôn, không có trồng được trong nhà, trồng mình nó không có đúng luôn, nó xỉu luôn cái bình đó, em thấy nó không có hợp. Cho nên là nếu mà ở trong nhà mình á, chỉ hợp trồng những cái cây thế này thôi đấy. Đấy, được hai bình rồi, tới cái bình tiếp theo. Cái này cắt rồi, giờ bỏ vô thôi, cưng chưa. Lá này cao quá, lá này cao quá, lùa ra đi, bỏ vô bình này trước đi, tại vì nó cao quá thì mình cho nó đụng đáy được, đụng đáy cái 2 3 bữa mà mình quên mình không có tưới nước nó thì nó không có bị ngủm. Chứ mọi người trồng mà mọi người cứ quên tưới nước đó là mệt đó, là nó không có, nó thiếu nước là nó xỉu, nó thiếu nước là nó chết luôn, chứ nó xỉu gì nữa. Thiếu nước là không, ổn này bự quá, cắt luôn. Này nó thiếu nước đó là nó không có, ở chích cha rồi xong đổ rồi, rồi nó đi đâu nhà. Bên này coi như xong đi ha, bên này coi như xong để qua đó. Rồi tới cái này, cái này trồng mọi người nhớ chăm nước thường xuyên nha, vì cái này cây này nó hút nước dữ lắm, em để ý em trồng nó hút nước dữ lắm, cho nên là trồng trồng nhiều quá thì để nó hút nước, nó mà hút nước được thì nó mới quang hợp tốt, mà nó quang hợp tốt thì nó mới hút độc được tốt nha. Nên là phải đảm bảo đủ nước, cũng như là mọi người mà khát nước đó, mọi người mà khát nước là mọi người sẽ chết luôn, chứ năm cũng như cây thôi, mình mà khát nước đây, em mà khát nước làm chết đó. Mình có thể nhịn ăn nhưng chúng ta không thể nhịn khát, và chúng ta chỉ nhịn ăn được một khoảng thời gian ít thôi, mình nhịn ăn lâu quá thì mình cũng chết luôn. Cho nên là nên, nên cây thì cũng giống như người, cây thì cũng giống như người. Trụ công nhận cái này mà nó mập ú à, không biết nó ăn cái gì mà nó mập như vậy. Ở ngoài vườn nó tốt hơn trong nhà em, nó thiệt. Lá người ta cứng cáp, người ta cứng ngắc luôn, mấy lá kia xìu cho vô đây luôn, tại vì nhỏ quá làm chi, nhỏ quá thì cho vô đây luôn. Xong mới làm đổ một lon nước, hồi phải đi lau nhà nữa, rảnh rỗi quá, rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm nữa, nên bài bài xong rồi đổ nước khắp nhà. Rồi xong tay cái đã, rồi xong ha, đây thành quả của chúng ta nãy giờ, mời mọi người xem thành quả của chúng ta. Ồ da, ồ mát mắt dễ sợ không, coi nè, coi coi nha, coi nha, nãy giờ ai còn coi không thì coi tiếp đi, coi nha, thấy chưa. Ồ em không ngờ luôn á, an ủi em xíu đi, em cũng thấy nó đẹp chứ bộ, rất là đẹp ha. Giờ thì nó cà xỉu rồi đó, chứ 2 3 bữa mọi người sẽ thấy nó đứng lên nha, nó đứng thẳng, em trồng nhiều vậy em biết, nó đứng thẳng nhìn, nó đứng lên nhìn nó khỏe lắm, giống như là sau khi bị bệnh chúng ta đứng dậy vậy đó. Sau khi nó bị em cắt vùi dập nãy giờ thì bây giờ nó chuẩn bị đứng dậy đó, 2 3 bữa đi nó sẽ đứng, nó đẹp lắm, em quay lại cho mọi người coi ha. Thì rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi, cũng như ai mà có coi đến phút giây này thì nghe em nói nhảm nãy giờ em cũng cảm ơn.
Nhưng mà nói gì thì nói, cái cây này rất là tốt nha mọi người, mang một ý nghĩa phong thủy rất là tốt. Một trong những lý do mà em trồng ở đây á, là khi mà em trồng cái cây này em cảm thấy là nó mang đến cái điều may mắn rất là nhiều cho em. Nó mang rất là nhiều may mắn, tài lộc, niềm vui, sức khỏe, mọi thứ. Và cái điều quan trọng là nó có cái niềm vui mọi người. Trồng cây nó vui lắm, trồng cây rất là vui. Mà mình lại trồng cái cây mình thích thì nó gì quá cháy là quá vui luôn nha. Rất là vui, rất là vui. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thích kênh đó, thì vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe giúp em ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mọi người thích kênh đó thì đăng ký kênh, like và subscribe giúp em ha. Like thôi mọi người, em không có làm gì mọi người hết, mọi người like thôi nha. Mọi người nhớ like cho em cái, cho em có niềm vui.